bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ. Kính thưa bà chủ, nghe nói bà chủ đang tuyển nhân viên đúng không? Ừ. Xin giới thiệu bà chủ, tôi rất đẹp trai và trẻ trung và thông minh. Trời đất ơi, thôi nghe, bỏ nghe. Dạ? Cái chuyện đẹp trai của con là mẹ biết rồi. Trời đất ơi, con đi xin việc thì con phải show ra những cái kỹ năng của mình. Ủa? Đúng không? Chẳng hạn như, đây, như mẹ đây, mẹ làm nha, người đi xin việc nha. Dạ. Ừ, dạ. Kính chào bà chủ, tôi tới đây xin việc bán hàng. Ngoài ra tôi có thể dọn dẹp, khuân vác, làm vệ sinh, cái gì tôi cũng làm được. Xin bà chủ hãy nhận tôi. Ê, vậy mà được, ít nhất là vậy. Con bán xin bán hàng mà tự nhiên mẹ thêm vô mấy cái đó chi vậy? Trời ơi, sao con dở quá. Bây giờ bản thân mình có kỹ năng gì mình cứ show hết ra đi cho mọi người thấy. Ừ. Lỡ như người ta không tuyển mình bán hàng thì người ta có thể tuyển mình vô khuân vác, dọn dẹp hay làm vệ sinh, đúng không? Cũng được vậy. Ok, con nhận mẹ của con là số 1. Cái này là không được. Dạ? Con tuyệt đối không được ok với người lớn. Hả? Mà đặc biệt là với khách hàng. Con phải thật sự lịch sự, ha, lễ phép. Mỗi khi mình nói cái gì, mình phải có chữ đệm là dạ. À. Chẳng hạn như gặp khách hàng, dạ, phải tươi cười lên nha. Dạ, kính chào quý khách. Xin mời quý khách vào trong. Xin cảm ơn quý khách đã thường xuyên tới đây ủng hộ spa của chúng tôi. Đó, như vậy thì mới được, hiểu chưa? Ừ. Thôi được rồi. Dạ. Vậy thì mẹ sẽ tuyển chọn con vô trong spa của mẹ làm việc. Ủa? Còn giờ mẹ đang tuyển con hả? Chứ nãy giờ mẹ đâu rảnh ngồi đây nói chuyện chơi với con. Ủa? Trời ơi, con ơi, bây giờ ở ngoài xã hội nhiều thứ phức tạp lắm. Con đi làm ở ngoài chi? Không, thôi thì con làm ở spa của mẹ đi. Đó, con phụ mẹ bán hàng. Rồi có gì á, mẹ sẽ trích thêm quê hồng cho con. Được chưa? Cảm ơn mẹ nha. Nhưng mà vậy, hứa với mẹ, cho dù có bán hàng hay không thì vẫn phải lo việc học, nghe chưa? Dạ con nhớ rồi. Nếu không, mẹ cắt luôn tiền sinh hoạt của con đó. Con xin hứa. Ừ. Học ra học, làm ra làm. Nhớ đó. Dạ. Mẹ nói một là một, hai là hai. Không học là ăn đòn. Chơi ra chơi. Ừ. Cho dù nghe có vẻ hấp dẫn người ta. Mình có thể giúp được mẹ nè. Nhưng mà khoan, bây giờ mình làm gì đây ta? Ê, online. Mình sẽ bán hàng online. Tiền là khi không mà có. Tiền là tiền như có lúc khi không. Của anh 20.000. Cảm ơn anh. Kiệt. Dạ. Anh thấy em á, làm việc cũng siêng năng, chăm chỉ. Ráng làm tốt đi, rồi anh sẽ tăng lương cho nha. Em cảm ơn anh nha. Rồi, làm việc tốt đi. Dạ. À. Mượn mẹ nô em ơi. Đi menu ra đi em. Đi menu ra đi. Có cái menu mà lâu vậy. Menu đi. Đưa ra giùm em đi Mi. Sao vậy khách kia, đi menu ra đi, kỳ vậy. Thôi được rồi, em đem ra cho. Em ơi. Có menu nồi á mà mình thiếu. Nhân viên mới sửa mũi sao che che vậy? Ê, em ơi. À ha. Ủa, vậy là trời ơi, tưởng ai xa lạ. Ai về ngôi sao game thủ của chúng mình. Ủa, nay làm phục vụ ở đây hả? Ông á, thiếu tiền thì ông cứ nói với anh em. Ở đây anh em người ta giúp đỡ cho. Người ta giới thiệu việc làm trong nè. Việc làm là việc nhẹ nè, lương cao nè. Ví dụ như ông đi massage lưng,
nó sao chân mấy cái việc quá nhẹ luôn mà lương quá cao. Rảnh rảnh không mấy nhổ tóc ngứa tôi cho tiền rồi cũng đủ xài nữa. Ai thèm. Rồi cho hai ly cà phê sữa đi phục vụ. Hai ly cà phê sữa. Hân hạnh phục vụ quý khách. Chờ một chút ạ. Ủa? Ê mình nói tới vậy luôn mà sao nó không phản ứng gì hết trơn vậy? Tranh thủ làm nước nhanh cho khách nha. Thế ca, có khi nào người giống người không ta? Không phải đâu. Cái thằng này á, bữa nay nó uống lộn thuốc chắc luôn. Tới đây còn nữa không làm. Chứ không thể nào mà nó cứ hết tỉnh bơ vậy được. Đại ca, cái gì nữa? Để em chơi cho đại ca coi. Vậy đây. À, gì vậy? Ôi, phục vụ gì kìa? Đổ nước cho mình hết tươi nè, tôi chơi nè. Tính sao? Biết làm phục vụ không? Tôi mà không lanh là dơ mất cái đôi giày mới mua của tôi rồi. Tôi xin lỗi. Không có xin lỗi gì hết á. Làm ăn cái kiểu kỳ cục chứ biết. Ủa, Thi ca, luật sĩ, Tuấn Kiệt. Ủa? Ông làm ở đây hả? Dung, qua đây ngồi Dung. Ngồi xuống. Uống trà đào không? Chị, cho em đi trà đào. Ơi, uống trà đào đi. Ngồi chị, ngồi uống gì vậy? Tự nhiên mới làm phục vụ mà giờ bay qua tự nhiên kêu trà đào đồ. Bộ có tiền bao hay sao vậy? Hả? Nhỏ xíu được không mày? Uống gì tao bao? Uống đi. Tao luôn. Dung, công nhận phục vụ ở đây sang thiệt luôn ta. Tao đi mà phục vụ hả? Cái gì? Trời, tao đi phục vụ quán tội tàn vậy hả? Tuấn Kiệt vừa nói gì vậy? Hả Tuấn Kiệt? Tuấn Kiệt nói cái gì mà quán của tôi tồi tàn hả? Chào mấy cậu. Cái quán này á, tôi đầu tư lại là trên dưới 10 tỷ đồng, cậu hiểu không? Sơn sửa nè, trang trí nè. Cậu nhìn kìa, sau lưng cậu á là một bức tranh vô cùng nghệ thuật. Mà tôi phải đi mời mọc, phải năn nỉ người ta, một họa sĩ nổi tiếng nhất Sài Gòn để về vẽ, trang điểm cho quán của tôi lộng lẫy, thu hút khách vô. Mà cậu nói quán tôi tồi tàn là tồi tàn sao? Hả? Chắc tôi không nhận cậu làm việc quán này nữa quá. Nhanh gọn lẹ. Tự hiểu kết quả nha. My ơi. Dạ anh ơi. Cho anh hỏi á, là Tuấn Kiệt làm việc bao lâu rồi? Hình như là ngày đầu tiên đó anh. Ngày đầu tiên đúng không? Tuấn Kiệt, lúc tôi nhận cậu vào làm á, tôi hợp đồng với cậu là một ngày tôi sẽ trả công cho cậu là 120 ngàn, đúng không? Nửa ngày của mình là 60 ngàn, mà nửa ngày gồm có 4 giờ làm việc thì một tiếng đồng hồ mình sẽ có 15 ngàn. Thời điểm này thì cậu làm việc được 1 tiếng 30 phút thì số tiền lương của cậu là 28 ngàn. Tôi làm tròn luôn á, tại vì nếu làm tính kỹ lại là chỉ có 27.500 thôi, hiểu không? Tôi làm tròn thì cậu là 28 ngàn. Mà bây giờ cái thiệt hại cậu gây ra là thế này: một ly cà phê sữa của tôi rất là ngon, giá 30 ngàn, bây giờ tôi phải dọn dẹp lau chùi hao xà bông rồi mòn ngay lau nhà của tôi nữa. Tính cái phí lau nhà là 30 ngàn, cà phê sữa 30 ngàn là 60 ngàn, đúng không? Hai ly vậy chỉ là 90 ngàn tổng cộng. Rồi 90 phải đưa tiền mới đúng. 90 ngàn mà lương của cậu có 28 ngàn. À Tuấn Kiệt, vậy trước khi cậu rời khỏi quán của tôi á thì cậu phải đền bù cho tôi là 62 ngàn ha. Anh Lộc ơi. Tí hồi cứ tính phần tiền nó vô cho em nha. Có sự bảo lãnh của người đẹp rồi thì tôi sẽ để cậu rời khỏi an toàn. Anh đâu? Anh nói mấy anh đừng đuổi việc bạn em được không anh? Tội bạn em anh. Dễ gì mà ông đuổi nó. Trời ơi, thôi cho mấy cơ hội đi anh. Không được, dễ gì. Tôi khó lắm. Xin lỗi bạn. Tụi tôi cũng ráng giúp năn nỉ mà không được. Bây giờ bạn hết làm ở đây rồi, tụi tôi ở đây làm gì nữa, đi về luôn, kiếm quán khác uống. Đi. Rồi, mình về đây đi. Bye. Bản quyền phim, full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.